Mới đây, quán bún bò Huế Gia Huy mang thông điệp ngon từ chất, thật từ tâm của anh Nguyễn Đình Tiến đã khai trương tại 659 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2. Bí quyết tạo nên món bún bò Huế thương hiệu cho quán chính là nước dùng. Nước dùng đã được anh Tiến học từ thầy Nguyễn Quốc Y, người được mệnh danh là phù thủy các món nước. Bún bò Huế Gia Huy với món ăn ngon, không gian rộng và thoáng đã thu hút rất nhiều khách đến thưởng thức ngay từ những ngày đầu khai trương. Để có được kết quả như ngày hôm nay, anh Tiến đã mất 2 năm tìm hiểu về món ăn này và có duyên được gặp thầy Nguyễn Quốc Y là hiệu trưởng trường Netspace. Khi được thầy Y hướng dẫn từ khâu đi chợ chọn nguyên vật liệu tươi ngon, đến cách chế biến, trình bày món bún bò Huế thơm ngon và cách bảo quản thực phẩm, anh Tiến đã rất hài lòng về phương pháp giảng dạy và hương vị đặc sắc của món bún bò Huế. Anh Nguyễn Đình Tiến đến từ quận 2. Hôm nay anh tham gia cái lớp học bún bò Huế của thầy Y. Thì từ sáng thì thầy hướng dẫn rất là tận tình, từ khâu đi chợ đến khâu chế biến, từ những chi tiết nhỏ nhất, từ trang trí cái tô bún sao cho đẹp, hấp dẫn, và cách bán hàng mang về thế nào rất là tỉ mỉ. Và hương vị thì khi thực hiện xong tô bún thì hương vị rất là thơm ngon, nước nèo rất là thanh. Và hương vị thì rất là mang một cái gì đó rất là riêng. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Nắm bí quyết nấu trong tay, chỉ sau 10 ngày, anh Tiến đã chính thức khai trương quán. Trong ngày khai trương, thầy Y đã đến chúc mừng và đích thân vào bếp hướng dẫn cho anh Tiến cách búp, gia tô, cách bố trí, tổ chức, quy trình hoạt động quán một cách tối ưu và hiệu quả. Sáng nay thầy đến dự khai trương quán bún bò Gia Huy, đó là của anh Tiến. Thì thầy rất là vui là được bán thành công. Đây là người học trò với nó là tiếp thu được những cái gì thầy truyền đạt rất là tốt. Và thầy hy vọng là đây là một trong những mô hình mà để các bạn có thể là khởi nghiệp và có thể có một cái cuộc sống, có một cái nghề tốt và ổn định. Chúc anh Tiến kinh doanh thành công với tiêu chí ngon từ chất, thật từ tâm.